Như chúng ta đã biết, khi con người chết đi, hiện tại thời đại phát triển thì có 3 cách xử lý. Thứ nhất đó là chôn cất, sau đó lấp đất lại, đợi vài năm sau thì cải táng. Cách thứ hai là xây mộ vĩnh viễn, chôn xong lấp đất và xây mộ mãi mãi không cần cải táng. Và cách thứ ba đó là hỏa thiêu. Tuy nhiên, thời xưa cái thời mà điện vừa mới có, cả xã Hà Sơn khi đó điện lưới vừa về, bà con người dân nơi đây rất là vui mừng. Tuy nhiên điện ngày xưa chỉ là đường điện 110 kV, cho nên nhà ai cũng tiết kiệm thắp chỉ mỗi một bóng đèn nhỏ đủ chiếu sáng, mà cái thời đấy thì cũng chưa có những thiết bị hiện đại như bây giờ. Lại nói đến chuyện chôn cất người chết, người dân xã Hà Sơn từ xưa đến nay thường chôn cất tập trung tại một bãi ruộng to, và nơi đó thường gọi với tên là bãi Tha Ma, miền Nam gọi là nghĩa địa hoặc là nghĩa trang nhân dân. Cả một bãi Tha Ma rộng lớn nhưng mà mộ nhiều vô kể, có cả mộ to, mộ nhỏ, mộ mới và mộ cũ lẫn lộn. Thường thường thì dân ở Hà Sơn sẽ cải táng mộ vào tháng 11 âm lịch, đại loại đây là phong tục chung rồi. Cứ hễ năm nào đến tháng 11 âm lịch là cũng có vài nhà tất bật để cải táng mộ trước khi Tết đến xuân về. Nhà chú Đạt năm nay cũng có ý định cải táng lại mộ cho ông cụ thân sinh ra chú, mà ngặt nỗi nhà chú thuộc cái diện nghèo nhất nhì làng, lấy đâu ra tiền để làm vải mâm mời hàng xóm láng giềng. Hai vợ chú suy đi tính lại, rốt cuộc cũng cắn răng làm thịt mấy con gà mái đang độ đẻ trứng. Vợ chú cứ tiếc hùi hụi, định để dành mấy con gà đó lại khi nào đưa con trai vào học thì bán mua cho nó bộ đồ và mấy cuốn vở viết. Nay có việc nên đành thôi vậy. Hôm bữa chú nhờ người coi giúp ngày lành tháng đẹp nên đúng ngày 10 này là được ngày. Tiền bán gần chục con gà với hai vợ chồng tích cóp cũng được kha khá. Chú Đạt mua một chiếc tiểu sành về chuẩn bị sẵn. Bên nhà chú có nhiều anh em nhưng đều chết trẻ, chưa có gia đình nên tính ra, bây giờ chú còn một bà chị gái nữa mà thôi. Thế nên mọi chuyện đều dồn lên đầu hai vợ chồng nhà chú Đạt hết. Chú vào trong làng nhờ mấy người có kinh nghiệm đi bốc mộ giúp. Sơ sơ thì tính ra cũng được 20 người đi. Đúng 12 giờ đêm ngày mùng 10, cả nhóm 20 người tay xách nách mang, nào là khiêng tiểu, nào là vác can nước sạch, nào là nước để rửa xương, rồng rắn nối đuôi nhau cả trai cả gái ra bãi Tha Ma của làng. Đi bộ mất 20 phút thì đến đầu con đường rẽ vào bãi Tha Ma. Xung quanh bãi Tha Ma được bao bọc bởi cánh đồng lúa rộng bao la bát ngát. Nếu ai nói ở đâu ban đêm yên bình nhất có lẽ sẽ có một phần là chốn này. Khung cảnh ban đêm khá là điều hưu, toát lên một chút gì đó rùng rợn, lâu lâu lại có vài tiếng chim lợn kêu lên. Nếu ai yếu tim thì cứ giật mình thon thót. Cả đoàn đi vào đến khuôn viên bãi Tha Ma thì gặp một đoàn người đi ngược ra. Cả hai đoàn người dọi đèn pin và nhận ra nhau. Anh chào chú Đạt, nay nhà chú cũng bốc mộ cho ông cụ à? Tiếng một người đối diện vang lên đó là tiếng bác Khoát, hàng xóm cách nhà chú Đạt vài căn nhà. Chú Đạt vội lên tiếng. Dạ em chào anh Khoát, nay em bốc mộ cho cụ nhà em, anh bốc mộ cho bà nhà ạ. Nhà bác Khoát nghe nói năm nay bốc mộ cho mẹ của bác nên chú Đạt hỏi lại. Bác Khoát gật đầu trả lời. Ừ, nay anh bốc mộ cho bà cụ nhà anh, xong xuôi rồi. Mà năm nay đi xem họ kêu bốc được nên anh mới bốc sớm, chứ mới chôn có 4 năm thôi. Khi nãy đào lên còn nhiều thịt lắm, tội quá chú ạ. Thôi anh xin phép về trước làm lễ cho cụ, có gì anh qua nhà chú sau nha. Nói rồi bác Khoát và đoàn bốc mộ nhà bác rồng rắn đi về. Nhà bác ấy đông người cho nên là đông người đi. Đoàn bốc mộ nhà chú Đạt lại tiến vào. Cũng ngẫu nhiên là phần mộ nhà chú Đạt lại nằm gần ngay phần mộ nhà bác Khoát. Vừa vào đến phần mộ nhà mình, chú Đạt và mọi người thấy nằm la liệt, nào là nhang, nến, quần áo liệm rách tả tơi vứt bừa bãi ở đó. Quan tài nằm chồng trơ lên, có cả một mớ tóc đen thui đang nằm vắt vẻo ở trên miệng quan tài nữa. Nếu giờ này có ai một mình vào đây nhìn thấy cảnh này chỉ có mà chạy tụt quần. Và phong tục ở đây sau khi bốc mộ là vứt tại chỗ, đợi khi trời nắng sẽ ra đi gom lại và đốt. Vì thế ngày xưa thường có những người thợ mộc bất nhân tính, thường ra đây đi ăn trộm ván quan tài về đóng giường tủ bán cho người dân. Ai mà không biết mua về thì chỉ có mà đau bệnh cả năm trời. Quay lại chỗ mộ nhà chú Đạt,
Năm nay mưa nhiều cho nên đi vào đây chân có cảm giác sệt sệt ướt chân, đất dưới chân khá là ướt. Mọi người chia nhau ra đốt hai bó hương to, thắp cho mộ ông cụ nhà chú Đạt và các ngôi mộ xung quanh. Xong xuôi một bác khá lớn tuổi đi ra, là bác họ của chú Đạt cũng biết cúng kiếng nên đi theo để làm lễ cúng cho cụ và xin rước cụ về. Công việc cúng bái cũng đơn giản thôi, mọi lễ cúng đều được chuẩn bị sẵn nên nhanh gọn. Đúng 1 giờ sáng thì nhát cuốc đầu tiên được khơi ra. Chú Đạt là người bổ đầu tiền và còn lại là để cho 4 người bốc mộ đào. Chú đang đứng nhìn thì vợ chú lại khẽ lay tay chú, lôi chú ra xa chỗ mọi người một chút và nói: "Mình này, chỗ kia có một ổ cá chê to lắm, bắt mấy con về kho ăn." Chú Đạt nghe xong thì nói: "Vớ vẩn, ngày xưa nghe các cụ nói cá chê trong mộ xui lắm, nó còn ăn thịt người đấy. Vớ vẩn, họ về họ vả cho gãy răng." Chị vợ cau có nói lại: "Ờ cái ông này, tôi có nói cá chê ở dưới mộ đâu, nó đang quần ngay bụi cỏ đây này." Nói xong chị vợ dẫn chú lại chỗ một bụi cỏ khá rậm, cách chỗ bốc mộ một đoạn. Phía dưới bụi cỏ đang có một vũng nước đọng và có những con cá chê đen thui đang quẫy nước để đục ra chiếc hang mà chạy trốn. Chú Đạt thấy thế thì cũng không xem xét xung quanh xem cá này từ đâu ra. Chú giật giật tay vợ nói: "Tốt quá, đang sợ thiếu thức ăn lại có đồ ăn dâng đến miệng. Chắc mấy con cá này nó lên theo nước từ dưới ruộng lên rồi bị kẹt lại." Nói rồi hai vợ chồng chú đi lại chỗ đoàn bốc mộ, giả vờ ngó xem tình hình rồi chú thò tay lấy một cái túi bóng đen đựng đồ vứt ở đó, đi nhanh lại chỗ vũng nước lúc nãy. Chú Đạt thò tay xuống mò lên, chao ôi, con cá chê nó to như cái cổ tay của chú vậy. Chú mò từng con bỏ vào túi bóng đen. Những con cá chê này tuy to nhưng nó không cựa quậy gì hết, khi bỏ vào túi bóng thì nằm im luôn. Chú bắt một lúc thì đâu được tầm hơn 10 con, còn những con bé chú không bắt. Hai vợ chồng hí hửng, chú đưa cho cô vợ túi cá rồi dặn: "Bà nó đem ra chỗ đầu cổng bãi tha ma mà giấu, tí về rồi xách về. Giờ xách vào họ sợ sáng nấu lên họ không ăn đây." Chị vợ nghe lời chú đem đi giấu, và cái điều này làm nên ác mộng cho nhà chú. Khi bắt cá chú cứ nghĩ cá từ dưới ruộng lên, nhưng không phải, những con cá trên này nó chính là từ mộ của bà cụ nhà bác Khoát chui ra. Không ai nhìn kỹ cái quan tài nhà bác Khoát bỏ đó, vẫn còn những cái lỗ to nhỏ ở bên hông và dưới đáy quan tài. Và nhìn kỹ thì có một đường bùn do cá trườn tạo nên từ chỗ quan tài ra chỗ cái vũng cá chú Đạt bắt. Chú Đạt dặn vợ xong thì đi lại chỗ đào mộ. Đúng là đất ướt thật, đài đến đâu thì nước thấm ra đến đó, chảy xuống cái huyệt ướt sũng nước. 4 người đào mộ khá vất vả, hất từng nhát xẻng đất lên trên, bùn đất văng tứ tung. Đào một lúc thì đụng vào nắp quan tài rồi, họ vét sạch đất hai bên và trên nắp quan tài. 6 năm rồi lớp sơn đỏ đã bay hết, giờ chỉ còn loang lỗ chỗ có chỗ không, trông khá ghê rợn. Vì nước ướt quá nên 4 người đào thuê có ý kiến kéo quan tài lên trên cho dễ. Thế là họ lại vét sạch bùn hai bên cho rộng ra, luồn 2 sợi dây thừng xuống dưới đáy quan tài, cột đầu lại. Ở trên mọi người đã có sẵn một cây gỗ dài làm đòn gánh. Chú Đạt cho vai vào rồi hô: 1, 2, 3 lên nào, 1, 2, 3 lên nào." Sau tiếng hô của chú là mọi người oằn mình, cong lưng nhấc chiếc quan tài lên. Có người thì đứng kéo quan tài vào sát miệng huyệt rồi lôi vào. Xong xuôi ai cũng nhẹ nhõm cả người. Quan tài ngấm nước cộng thêm bùn nền khá là nặng. Quan tài nằm ngay miệng huyệt. Chú Đạt dùng một cây xà beng có đầu cong dùng sức cạy nắp quan tài ra. Mất một hồi vật lộn thì nắp quan tài cũng bật ra. Rơi xuống miệng huyệt, tiểu sành và nước rửa đã chuẩn bị sẵn. Nhìn vào quan tài, áo liệm đã rách tả tơi. Nước ngấm vào chưa thoát ra nên nổi lềnh bềnh trên mặt, bộ xương thì nửa chìm nửa nổi. Phải thò tay vào trong mà mò nhặt từng cái xương ra. Cũng may là 4 người bốc mộ có kinh nghiệm và khá quen chuyện này nên họ làm rất là nhanh. Khoảng 1 tiếng sau thì bộ xương hoàn chỉnh được xếp trên tấm vải đỏ bỏ gọn vào trong tiểu sành rồi. Nhà chú Đạt có mấy bác họ hàng thì cứ khóc hu hu. Công việc đã xong, mọi người dọn dẹp đồ đạc. 2 người khiêng tiểu đi trước, mọi người nối đuôi nhau đi sau. Vợ chú Đạt cũng không quên bọc cá nặng trịch đang giấu ngoài cổng bãi tha ma, một món cá chê kho đang chờ đón mọi người.
đoàn bốc mộ nhà chú Đạt đi bộ từ từ ra khỏi bãi Tha Ma, tiến dần về phía con đường dẫn vào nhà chú. Tại nhà chú Đạt, có một vài người đã túc trực sẵn. Khu này không có phân chia khu mộ cải táng, cho nên nhà ai có vườn rộng thì chôn ngay góc vườn rồi xây lên một gian thờ tại đó. Còn nhà chú Đạt thì không có đất rộng, cho nên trước khi bốc mộ cho ông cụ, chú đã xin phép chính quyền cho chú chôn tiểu xương của ông cụ nhà chú trên bìa rừng phòng hộ. Nhận thấy gia cảnh khó khăn nên sau khi chú xin phép, chính quyền xã tạo điều kiện hết sức. Khi về đến nhà chú, mọi người khiêng tiểu đi vào nhà đặt giữa sân, làm lễ xin phép rồi sau đó khênh thẳng lên rừng phòng hộ. Con đường lên rừng khá là vất vả. Trên đó đã được đào sẵn một cái huyệt vừa bỏ tiểu vào. Công việc diễn ra khá thuận lợi. Tầm 3 giờ 30 phút sáng mọi việc xong xuôi, chú mời đội bốc mộ và anh em đi cùng vào nhà. Có người đã nấu sẵn một nồi cháo gà to đùng, mỗi người một tô. Sau khi ăn uống xong xuôi, tạm thời họ đi về, để gia chủ chuẩn bị mâm cỗ sáng ngày đến ăn. Lúc này trong nhà chỉ còn vợ chồng chú Đạt và đứa con trai đầu còn thức. Vợ chú mới chạy ra đầu cổng xách bọc đen có dấu cá chê ở trong đó vào nhà. Đứa con năm nay lên 6 tuổi, hết hè này đi học, nhưng nhìn nó khá là khù khở, nhìn thấy cá thì reo lên. Anh, hôm nay nhà mình có nhiều món quá bố mẹ nhỉ, nào là thịt gà, nào là thịt cá này, cả tháng nay toàn ăn muối lạc chán lắm rồi. Vợ chú Đạt đem bọc cá ra ngoài sân giếng làm thịt, tuy nhiên có một điều cô ấy không biết là cá này sống trong mộ. Khi làm thịt, cô vợ chú Đạt cứ nghĩ rằng cá sạch nên khi mổ ruột cô ấy chỉ có lấy đi túi mật, còn ruột vẫn để lại. Những con cá to như cổ tay người lớn cho nên ruột rất lớn, bỏ đi thì tiếc nên cô vợ cứ để vậy, cắt khóc nhỏ ra rồi ướp gia vị bỏ vào một cái nồi đất lớn rồi đem đi kho, chuẩn bị nấu ăn cho buổi sáng và đón khách. Tầm 5 giờ sáng thì có vài người phụ nữ hàng xóm hay anh em nhà chú Đạt qua nhà, họ xách theo xong nồi mâm, chén dĩa qua để chuẩn bị nấu cỗ, làm lễ cúng kiếng và vài mâm cơm mời hàng xóm láng giềng. Khi các mâm đồ đã được nấu xong, theo phong tục thì phải bưng một mâm cúng đi ra chỗ mộ mới bốc về cúng mộ mới. Nhà chú Đạt cũng làm như vậy, chú với vợ và đứa con trai bưng một mâm đồ cúng gồm xôi, gà luộc, cá chê kho, canh và rau luộc đi lên bìa rừng nơi đặt cái mộ của ông cụ nhà chú. Cả ba người thành tâm cúng bái, cầu mong sức khỏe và làm nên ăn ra, xong xuôi dẫn nhau đi về. Khách mời cũng đã đến, nhà chú Đạt tổ chức 4 mâm cỗ nên khách đến cũng tầm 40 người. Mọi người ngồi vào mâm và đáng chú ý nhất đó là món cá chê kho. Một bác lớn tuổi nhà gần đó gắp lên miếng ăn. Chả chú Đạt kiếm đâu được mớ cá chê ngon quá, ruột to như thế này thì cá cứ phải cả cân. Ai cũng tấm tắc khen ngon. Đứa con nhà chú Đạt là thằng Quang là đứa ăn nhiều nhất. Có một điều không ai chú ý là nó ăn một khúc ruột cá, sau đó nó móc ra cả một cái răng người đang nằm trong ruột cá. Vì nó là con nít cho nên nó cũng không biết. Sau khi thấy cái răng trong đó thì nó ném đi ra ngoài rồi ăn tiếp. Và không có ai để ý phía trong nồi thịt cá bây giờ có vài miếng thịt nhỏ từ trong ruột cá khi kho nó tuột ra. Đó chính là thịt mà khi nhà bác Khoát lóc thịt còn dư trên người nhà bà cụ nhà bác Khoát vứt ra. Bọn cá chê này ăn xong rồi mới quẫy trườn đi. Mọi người ăn uống no say, chè chén xong rồi nhà ai đó về. Ai cũng luôn miệng khen nhà chú Đạt chuẩn bị đồ ăn chu đáo, đặc biệt là nồi cá chê kho rất là ngon. Sau khi dọn dẹp xong thì các chị hàng xóm cũng đi về, chỉ còn gia đình nhà chú Đạt với mớ lộn xộn chưa quét dọn. Thời gian trôi qua, ngày hôm đấy qua đi nhanh chóng. Đêm đến, nhà chú có một vài người hàng xóm đến chơi, rồi họ cũng ra về. Nhà chú Đạt tắt chiếc bóng đèn điện duy nhất trong nhà để đi ngủ. Thằng Quang được chú đóng cho một cái chõng tre đặt nằm ngoài phòng ngoài cho nó ngủ một mình. Nửa đêm tự nhiên thằng Quang tỉnh dậy, đau bụng dữ dội. Nó bật dậy xuống giường, mở cửa đi ra nhà vệ sinh cách đó không xa. Trên tay nó cầm theo cây đèn pin nhỏ, lần mò mãi cũng ra tới nhà vệ sinh. Trẻ nhỏ thời này ở quê không biết sợ là gì. Thằng Quang cũng vậy, chẳng gọi bố mẹ nó dậy mà tự đi một mình. Đang ngồi thả hồn vào đất thì bên tai thằng Quang có tiếng gọi khe khẽ. Quang ơi Quang, Quang ơi. Thằng Quang đang cố dặn nốt mấy nỗi buồn ra bị kêu thì thưa ngay.
và nó cũng không nghe rõ là tiếng ai nên nó nghĩ là mẹ nó gọi. Dạ, mẹ đấy à, con đang đi ị. Quang đi vệ sinh xong thì mở cánh cửa nhà vệ sinh được che bằng cái bao xi măng ra. Nó nhìn quanh quắt không có ai cả. Nó lên tiếng gọi. Mẹ ơi, mẹ gọi con cái gì đấy, mẹ? Nó đưa mắt nhìn không có ai cả. Bèn đưa đèn đi soi đường đi vào nhà. Nó vào trong buồng nhìn xem có mẹ nó không. Khi vào trong buồng nó thấy mẹ nó đang nằm đó thì nó gọi. Mẹ, mẹ ơi, lúc nãy mẹ gọi con đấy à? Mẹ thằng Quang đang ngủ bị nó gọi tỉnh giật. Cô ấy nghe con hỏi như vậy thì trả lời. Đâu có đâu con, mẹ ngủ nãy giờ có kêu con làm gì. Chắc con ngủ mơ đấy thôi, ngủ đi con. Thằng Quang cũng không thắc mắc gì. Nó quay ra rồi lên chiếc chõng quen thuộc nằm ngủ. Bỗng bên tai nó lại giống như có tiếng người vang lên. Quang ơi Quang, trả răng cho bà nào. Mày ném răng của bà đi đâu rồi? Quang nghe xong thì ngồi dậy hỏi. Ai đấy? Ai gọi cháu đấy? Nó lại đưa mắt nhìn ra ngoài bằng cái khe cửa nhỏ ngay cạnh giường. Bên ngoài, nơi cái khoảng sân rộng trước nhà nó đang có một người đứng ở đó. Mắt nhìn về phía Quang mỉm cười. Quang không biết anh ai đêm hôm lại đến nhà mình thì đi vài gọi chú Đạt dậy. Bố ơi bố, dậy xem ngoài sân có ai đang đứng kìa bố. Vợ chồng chú Đạt lại bị tỉnh ngủ, chú quát. Con bị sao vậy Quang? Đêm nay mấy lần phá giấc của bố mẹ rồi, không ngủ thì nằm im đó. Sao cứ nói lung tung vậy? Đêm hôm 1-2 giờ sáng còn ai đến? Chỉ có ma thôi. Chú Đạt cáu quá nói to. Vợ chú nghe được nên nói lại. Kìa anh, con nó biết cái gì đâu mà anh nói chuyện ma mảnh với nó. Đừng có làm cho con nó sợ. Cô ấy dậy dẫn con ra giường rồi dặn. Đi ngủ đi con, khuya thế này không có ai nữa đâu. Ngủ đi mẹ ôm cho ngủ nha. Cô ấy ôm thằng Đạt vào người vỗ về cho nó ngủ. Nhưng nó lại nói. Mẹ ơi con nói thật mà lúc nãy con đi vệ sinh có người cũng kêu. Con tưởng mẹ kêu con. Rồi con đi vào nằm ngủ thì lại kêu con ra ngoài sân. Con thấy có bà nào đứng ngoài đó mà. Cô vợ chú Đạt nghe con nói thì quay ra cửa. Lấy cây đèn pin treo trên cửa rồi mở cửa ra soi xem có ai không. Khi mở ra chẳng có gì ngoài đêm tối và những cơn gió lùa lạnh run người. Vội thụt người vào trong rồi đóng cửa lại. Cô quay vào nói với con. Làm gì có ai đâu con. Thôi ngủ đi, ngủ ngoan nha. Mẹ vỗ cho ngủ nào. Thằng Quang được mẹ vỗ vào giấc ngủ, đợi cho nó ngủ say rồi cô ấy mới quay vào giường nằm ngủ tiếp. Phía ngoài sân còn đứng một người phụ nữ già, quần áo rách tả tơi và chân không chạm đất, nhìn vào nơi thằng Quang đang ngủ. Sau cái đêm thằng Quang nghe có tiếng người gọi trong đêm đó trôi qua, đêm sau nữa nó cũng cứ nghe thấy tiếng gọi, nhưng nghe lời mẹ nó. Mẹ nó nói đó là do nó buồn ngủ quá nên sinh ra nghe tiếng người khác gọi. Nó tin là như vậy. Với tâm hồn của đứa trẻ 6 tuổi thì nó không biết chuyện ma quỷ là gì. Đêm nay như thường lệ nó vẫn lên giường đi ngủ, nhưng không giống như mấy đêm trước khi còn mơ màng trong giấc ngủ say. Bên tai Quang lại nghe tiếng gọi. Quang ơi trả ra cho bà. Tiên sư nhà mày vứt răng của bà đi đâu rồi? Không tìm răng cho bà, bà vật chết cha mày bây giờ. Quang tỉnh lại, lần này nghe rõ mồn một mà còn dọa vật chết. Quang sợ lắm, nhưng nhớ tới lời mẹ dặn là không được nghĩ linh tinh nên nó nằm xuống ngủ tiếp. Lại chìm vào giấc ngủ thì ngay cái cửa sổ bên cạnh giường của Quang, không phải là cửa sổ mà cái khe đủ để nhìn ra ngoài sân thôi, có một người đứng trước đó. Mắt nhìn vào bên trong thấy thằng Quang nằm xuống thì rất tức giận. Đó là một bà cụ. Bà ấy kêu mãi mà thằng Quang không thèm nhòm ngó. Bỗng nhiên bà ấy thò một cánh tay vào, đưa qua đưa lại để vết tới mặt thằng Quang. Vì cái chõng tre kê chưa sát vách nên phải với vào. Kia rồi, cái mặt thằng Quang đây rồi. Cánh tay ấy sờ ngay má thằng Quang rồi vỗ cái bép. Quang đang trong giấc ngủ say bỗng nhiên bị người đánh thì tỉnh dậy. Nó nhìn quanh xem mẹ nó hay bố nó đánh nó. Chẳng có ai. Để chắc chắn xem bố mẹ có đánh nó không, nó với cây đèn pin soi vào trong buồng. Bố mẹ nó vẫn nằm đó, lấy tay gãi đầu. Không lẽ đây là một giấc mơ? Nhưng nó cảm giác má nó rất là rát. Định gọi mẹ dậy mà sợ chú bố nó chửi nên lại thôi. Ôm cái má rát ra giường nằm tiếp. Lần này nó quay mặt ra ngoài nhìn ra cái cửa nhỏ bên tường.
nhắm mắt ngủ tiếp. Phía ngoài bà cụ còn tức giận chửi: "Tiên sư bố nhà mày ném răng bà đi đâu, hôm nay mày chết với bà." Nói xong bà ấy lại đưa cánh tay vào vỗ cái bép bên má còn lại của thằng Quan. Lần này nó giật mình là lên: "Ai đấy? Ai đấy hả?" Nó nói như hét. Chú Đạt và vợ nằm trong nhà nghe tiếng con hét lên thì tỉnh ngủ, đi ra xem có chuyện gì. Chú Đạt đi ra quát: "Quan, đêm hôm con không ngủ còn quát cái gì? Mấy đêm nay bố thấy con hư lắm nha, ngủ mà toàn kêu là cái gì hả?" Bị chú Đạt măng, thằng Quang vừa ôm hai cái má đau vừa mếu máo nói: "Có ai đánh con đây này, tát vào má con sưng hết đây này." Vợ chú Đạt nghe con nói thì chạy lại mở công tắc cái bóng điện lên. Ánh sáng vàng ợt của cái bóng cũng không soi rõ. Cô ấy lấy cây đèn pin soi vào má thằng Quang. Quả thật còn mấy dấu tay in đỏ lên má của nó. Cô ấy nói: "Anh này đúng có ai tát con anh này, đang còn dấu tay đây này." Chú Đạt vội cúi xuống nhìn, quả thật đúng như lời con nói. Chú chẳng biết sao lại có dấu tay trên má con cả. Vợ chú kéo chú nói nhỏ: "Anh này hay con nó nằm ngoài này bị ma trêu nhỉ?" Chú Đạt nghe vợ nói gạt phắt đi: "Vớ va vớ vẩn, ông bà tổ tiên ngay đây thì ma nào trêu nó." Nói rồi chú cầm đèn pin, mở toang cái cánh cửa ra, cầm đèn pin soi khắp cái sân nhà chú. Giờ này cũng quá nửa đêm, từng cơn gió lạnh thổi qua cắt da, cắt thịt, lạo xạo những chiếc lá bay phất phơ chứ làm gì có ai. Chú quay vào nhà đóng cửa, đi lấy một miếng ván, ốp lên chỗ cái cửa sổ, che kín lại rồi lấy búa đóng đinh vào luôn. Xong xuôi chú nói: "Được rồi, con vào ngủ với mẹ, để đêm nay bố ngủ ngoài này xem sao." Thằng Quang và mẹ nó vào trong buồng ngủ, chú Đạt nằm trên chiếc chõng tre, tay gác lên trán, trằn trọc mãi rồi cũng vào giấc ngủ. Bỗng bên tai chú vang lên tiếng chửi: "Tiên sư bố mày nhá Đạt, thằng Quang nó vứt răng của bác đi đâu rồi?" Chú Đạt nghe tiếng gọi giống như ngay bên tai thì giật mình tỉnh dậy, nhìn quanh xem có ai không. Xong chú vỗ đầu: "Đang trong nhà thì làm gì có ai vào được." Chú lại nghĩ tới lời vợ nói có ma. Chú sống 30 năm rồi ít khi tin chuyện ma quỷ cho nên chú không tin lắm. Lại nằm xuống ngủ tiếp, cái tiếng chửi cứ văng vẳng bên tai. Chú cũng mặc kệ, không thèm quan tâm. Sáng sớm ngày hôm sau, khi tiếng gà gáy đầu tiên cất lên thì cũng là lúc chú Đạt tỉnh ngủ. Chú dậy mà người uể oải quá. Tối qua cứ nghe tiếng ai nói bên tai nên chú cứ ngủ chập chờn cả đêm chẳng ngon giấc lắm. Thấy trời vẫn còn mờ sáng, chú bèn nằm xuống ngủ tiếp. Đến khi bên tai vang lên tiếng hét của vợ thì chú mới giật mình tỉnh dậy. "Ông sướng quá ha, bình thường quát con ngủ nướng. Ông xem lại ông coi, mặt trời lên đến ngọn tre rồi mà còn nằm ưỡn ra đấy." Vợ chú chửi xong thì cắp nói đi đâu mất. Chú Đạt tỉnh dậy, không biết thằng Quang đi đâu rồi. Dậy ra ngoài sân nhìn xem thì nghe tiếng ồn phía ngoài đường. Chú đi ra nhìn xem có chuyện gì thì thấy có mấy người đang khiêng hai chiếc cáng chạy đi. Thấy lạ nên chú ra nhìn xem là ai mà bị bệnh phải khiêng như thế. Còn có người chạy theo khóc lóc nữa. Vừa ra nhìn thì chú nhận ra hai người đang nằm trên cáng là hai anh em nhà bác Toan và Toản. Hai ông này là người bốc mộ cho nhà chú mấy hôm trước đây mà. Chạy lên trên hỏi một người đang khiêng, thì ra là bác Quát. Chú hỏi: "Hai bác ấy bị làm sao thế bác Đạt ơi? Sao trông nhăn nhó đau đớn vậy?" Bác Quát đang khiêng cáng chạy lên trạm xá của xã, nghe tiếng hỏi thì quay lại nhìn xem là ai. Nhận ra chú Đạt thì lên tiếng: "Chú Đạt à, đỡ hộ anh một tay, mỏi quá. Ông Toan này ăn gì mà nặng thế không biết. Không biết làm sao mà mấy hôm nay hai ông ấy cứ nửa đêm là đau bụng. Mấy hôm đầu còn đỡ, đêm qua đau quá, quằn quại cả đêm. Không biết làm sao mà sáng nay nằm một đống cả hai anh em. Bác gái phải chạy qua nhờ bọn anh khiêng lên trạm xá đây." Chú Đạt cũng đỡ hộ bác Khoát một tay rồi tất bật chạy lên trạm xá của xã. Lên đến nơi mấy bác y sĩ hay bác sĩ ở đó xem khám, đo huyết áp, nhịp tim rồi làm đủ kiểu. Xong một bác là trạm trưởng ra nói: "Thăm khám thì hai bác ấy chả bệnh gì cả." Vợ bác Toan thì nói: "Bác trạm trưởng xem kỹ hộ nhà tôi với chú vớ chứ mấy hôm nay đêm nào cũng bị đau bụng quằn quại." Bác trạm trưởng nghe vợ bác Toan nói thì quát: "Ở nhà chị hay nhỉ,
tôi khám kỹ rồi, có vấn đề gì đâu, không tin thì bắt xe đưa đi bệnh viện tuyến trên họ khám cho. 20 năm làm nghề tôi nói dối ai bao giờ. Biết lỡ lời nên bác gái nói nhẹ nhàng hơn. Ấy bác bớt giận, tôi không có gì gì đâu. Mà quả thật mấy tối nay đêm nào hai anh em nhà ông ấy cũng đau bụng quằn quại lên. Chưa kịp nói xong thì phía ngoài lại có hai người được khiêng vào. Chú Đạt nhìn vào thì nhận ra hai người này cũng trong đội bốc mộ cho nhà chú mấy hôm trước. Thế quái nào bốn ông cùng đau à? Hai ông đến sau thì nhà cách xa nhà chú nên giờ mới đến hai người này tê là được và hoạt. Chú Đạt chạy lại hỏi thăm. Hai bác bị sao vậy ạ? Sao lại nằm cáng thế này? Người nhà của hai bác đến sau nói. Không biết sao mà nhà tôi cứ đau bụng vào nửa đêm mấy hôm nay, rồi nhà tôi cũng vậy, cứ nửa đêm là đau. Tối qua đau quá chịu không được nên sáng ngày cho lên trạm xá. Hai bà vợ của hai bác ấy lên tiếng, rồi bác trạm trưởng lại đi vào khám cho họ. Một lúc sau quay ra chửi ầm lên. Mấy người rảnh quá à, có bệnh gì đâu mà rủ nhau lên đây nằm cả vậy, thích chết lắm à. Ba bà vợ nhìn nhau, vì bác Toàn không lấy vợ. Họ không biết trạm trưởng vì sao lại chửi như vậy. Vợ bác được hỏi. Sao thế bác trạm trưởng, ông nhà tôi không có bệnh gì sao? Bác trạm trưởng không thèm nói nữa, chỉ cho mấy bà vào mà xem. Khi mấy người kéo nhau vào, quả thật bốn ông đang ngồi thẳng ở mấy cái ghế chờ phía trong, trông ra chẳng có gì là đau đớn cả. Mấy người chạy lại hỏi thăm. Vợ bác Toàn lại hỏi. Ông ơi, ông hết đau chưa? Còn đau nữa không? Bốn ông đồng loạt đứng dậy rồi trả lời. Lạ nhỉ, ở nhà đau quằn quại như đứt từng khúc ruột ra mà vào đây lại như không có gì là sao? Lúc sau thì bác trạm trưởng đi vào, phát cho bốn ông bốn hộp thuốc sổ run rồi dặn tối về uống cấm xuống giường, đợi trời sáng mới được xuống giường. Ông ấy tạm kết luận bị run quấn ruột. Bốn ông và một đám người đi về. Ai về nhà đấy? Chú Đạt cùng mấy người gần nhà đi về. Vừa về nhà thì thấy vợ và thằng con đang ngồi trước cửa. Nhìn lên má thằng Quang bây giờ đang sưng to phình lên. Chú hỏi. Má con làm sao đấy Quang? Thằng Quang đau quá chỉ ú ớ mấy câu. Ôi oa on ị át ó, tối qua con bị tát đó. Vợ chú đang lấy quả trứng gà luộc bỏ vào cái khăn mùi xoa với ít lá ngải cứu, đang lăn đi lăn lại trên má nó. Chú nói. Hay em dẫn nó ra trạm xá xem sao. Lúc nãy mấy bác hôm trước bốc mộ cho nhà mình cũng bị đau bụng, ra đó bác trạm trưởng cho thuốc về rồi. Có khi bác trạm trưởng đang ở ngoài đó đấy. Vợ chú dẫn con đi. Chú cứ thơ thẩn trong sân. Bỗng trong đầu chú lại nghĩ tới những lời nói bên tai lúc tối. Chú lẩm bẩm. Không lẽ mà trêu thật à. Một lúc lâu sau thì vợ chú dẫn thằng Quang về. Chú hỏi. Sao rồi mình? Bác sĩ nói con nó bị sao? Vợ chú chỉ nói. Nói bị va đập mạnh, tụ máu, sưng tấy, cho thuốc giảm đau, giảm sưng về uống. Ngày hôm đó trôi qua với mớ lộn xộn. Đêm đến, chú Đạt lại cho thằng Quang vào trong buồng ngủ với vợ. Đêm nay chú lại ngủ ngoài này xem sao. Đang lưu diêu thì chú trong mơ chú thấy ông cụ nhà chú về, chú gọi. Bố ơi bố khỏe không? Ông cụ không nói không rằng, rồi bỗng bên tai chú vang lên tiếng chữ của ông. Tiên sư nhà mày, thằng bất hiếu, dỗ tao mà mày còn không làm đàng hoàng, còn nhặt mất con cá ăn xác ở ngoài đồng về đãi khách cả. Giờ mày thấy tai hại chưa hả, thằng mất dạy thằng bất hiếu. Bép bép. Bên má vang lên hai tiếng tát, chú Đạt tỉnh dậy miệng vẫn gọi. Bố sao đánh con? Giật mình tỉnh dậy, chú nhìn quanh thì ra chỉ là mơ mà sao giống như thật vậy, bên má vẫn còn rát. Vậy đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế này? Chuyện gì thì còn lâu mới nói. Sau khi mơ thấy ông cụ nhà mình về chửi, chú Đạt cứ thắc mắc mãi ở trong đầu. Bao năm qua từ ngày ông mất đi, đây là lần đầu tiên chú mơ thấy ông về trong giấc mơ. Và giận dữ như vậy, cứ nghĩ mãi. Chú thì nhiều khi bán tín bán nghi, có phải là do mới bốc mộ nên nhớ ông cụ quá không? Nhưng mà sờ lên má vẫn hơi rát nên chú nửa tin nửa ngờ. Hết ngồi rồi lại nằm, suy nghĩ mãi rồi chú không thèm nghĩ nữa. Chú nghĩ là do nằm mơ nên tự mình tát mình, lại nằm xuống ngủ tiếp. Đến hơn nửa đêm, giật mình tỉnh dậy vì lạnh. Chú
chú ngồi dậy vờ cái chăn quấn dưới chân lên để đắp thì trước mặt chui cánh cửa nhà chính mở toang ra. Gió lùa vào từng cơn lạnh lẽo, chú nghĩ là vợ hay thằng Quang đi ra ngoài đi vệ sinh nên chú kêu. Quang hay mẹ nó đi vệ sinh thì nhanh mà vào đóng cửa lạnh quá. Đáp lại lời chú là sự im lặng, chỉ có tiếng gió thổi lá cây bay xào xạc trong sân nhà. Chú lại phải ngồi dậy, cầm cây đèn đi ra cửa nhìn xem có ai không. Chẳng có ai, chú nghĩ chốt cửa chưa chặt nên gió đập bung cái chốt ra. Vừa quay vào nhà dưới ánh sáng mờ của chiếc đèn pin quét qua, thì chú giật mình đánh rơi cả cây đèn pin xuống đất. Bởi chú thấy có bóng người mờ mờ ảo ảo đang ngồi ngay cái bàn uống nước. Chú chưa nhận ra là ai vì cây đèn rớt xuống đấy. Miệng chú lắp bắp: ai 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 đấy? Ai mà vào nhà tôi giờ này? Tính ăn trộm cái gì à? Cái bóng người đó nhìn về phía chú, không nói gì. Chú chỉ thấy người đó nhìn về phía chú. Rồi bỗng bên tai chú có tiếng chửi: ai cái thằng cha nhà mày? Tao ông bố thân sinh ra mày đây. Cái thằng trời đánh, cái thằng ăn hại, cái thằng bất hiếu. Mày làm cho tao bị bà cụ khoát chửi tao mấy hôm nay rồi. Cái thằng trời đánh. Cái bóng đó nói xong rồi bỗng dưng biến mất. Bên má còn lại của chú Đạt lại bị tát thêm một cái thật đau nữa. Lần này chú tỉnh chứ không phải mơ. Vội vàng nhảy khỏi chiếc chõng tre, chú chạy lại cái bàn quỳ xuống. Đối diện là bàn thờ gia tiên. Chú khấn: bố bố ơi bố, con có làm gì sai thì bố nói cho con biết với. Bố về bố chửi con thế này không nói lý do thì làm sao con biết. Chú khấn mãi mà chả thấy gì, bèn đứng dậy lại bàn thờ thắp ba nén hương xem thế nào. Mà lạ thay, cứ đốt cháy cắm vào bát hương kia lại tắt đen thui. Ba lần như vậy, chú nghĩ có điều gì phật ý các cụ rồi. Chú đi lại cái bàn, rót ra ly nước ngồi đó hút thuốc lào, không biết đang suy nghĩ điều gì. Có thể đêm nay chú lại mất ngủ rồi. Bỗng vợ chú ở trong phòng đi ra, nhìn thấy cây đèn pin còn sáng lăn ở đất, đi lại nhặt lên. Nhìn thấy chú Đạt đang ngồi ở trên ghế thì kêu lên: ở cái ông này, ông bị hâm không mà giờ này còn ngồi thẫn thờ ô tê đó, không đi ngủ đi. Chú Đạt chả thèm nói lại với vợ, cứ ngồi thở dài như vậy. Cô vợ thấy lạ nên lại gần, cầm cây đèn pin dọi dọi vào mặt chú xem thái độ thế nào. Cố bỗng giật mình kêu lên: này này mình ơi, sao má mình đỏ thế này, có dấu tay nữa này, ai đánh mình à? Câu hỏi của vợ như xoáy vào, làm cho cái má thêm rát hơn thì phải. Chú ngồi nghĩ trong lòng, ngày còn sống đánh đã thấy đau, mất rồi tát cái nào đau cái đấy. Nghĩ vậy trong lòng chứ không dám nói ra, chú quay qua nói với vợ: mình này hình như bốc mộ cho bố xong, nhà mình phạm phải đại kỵ gì đó. Tôi thấy bố về chửi tôi lúc nãy, còn tát tôi hai cái đây này. Chả biết cụ giận điều gì, hỏi thì không nói, cứ chửi xa xả vào mặt ấy. Nghe chồng nói thì cô vợ không biết suy nghĩ điều gì. Hai vợ chồng ngồi thất thần ở đó đến khi có tiếng gà gáy mới giật mình. Chú Đạt nói: thôi mình vào ngủ tiếp đi, tí nữa dậy còn làm việc nữa. Sáng ngày vừa mở mắt thì có tiếng gọi ở ngoài cổng: chú Đạt có ở nhà không? Dậy chưa tôi nhờ chuyện này cái. Nghe tiếng người gọi, chú Đạt đang ngồi ở trong nhà lên tiếng thưa: có, em ở nhà. Ai đấy? Đợi em tí em ra ngay. Vừa ra khỏi cửa nhìn ra thì thấy bác Khoát đang đứng ở ngoài cổng rồi. Vừa mở cổng chú Đạt vừa nói: này có chuyện gì mà qua nhà em sớm vậy bác Khoát? Mà sao cái mặt bác lại sưng lên như ai đánh thế này? Bác Khoát đi theo sau chú Đạt vào nhà, rót cốc nước tu một hơi rồi nói: mấy nay tôi cứ mơ bà cụ nhà tôi về chú ạ, mà nhìn tôi ghê lắm, chửi tôi sang sảng cả đêm. Thậm chí đêm qua còn tát tôi hai cái đây này. Cứ chửi tôi là cái thằng bất hiếu, cái thằng mất dạy, mày bốc tao lên sớm, còn dọc thịt tao vứt lung tung. Tôi có hỏi lại thì tát tôi hai cái rồi đi mất. Sống cũng ghê gớm, mất đi còn ghê gớm hơn. Bác Quát nói xong ôm cái má đang đỏ ửng lên, còn có dấu bàn tay in hẳn lên đó. Nghe bác Quát nói xong chú Đạt cũng nói: thế giống ông cụ nhà em rồi. Mấy nay về cứ chửi em rồi tối còn tát em đây này. Không biết các cụ có chuyện gì mà hỏi thì chả nói, cứ chửi như tát nước vào mặt ấy. Hai người ngồi nói chuyện với nhau cả buổi sáng. Đến khi vợ chú Đạt đi chợ về thì bác Quát mới xin phép ra về. Chú Đạt ngồi đó, kêu vợ vào chú kể.
mình này, hay tháng này bốc mộ không tốt nhỉ? Bà cụ nhà bác Khoát mấy nay cũng về chửi xa xả bác ấy còn tát hai cái như ông cụ nhà mình ấy. Tôi lo lắm không biết có làm gì đụng chạm đến các cụ không nữa. Vợ chú Đạt nghe xong thì cũng chả biết nói sao. Chú Đạt đứng dậy đi ra ngoài đi thăm mấy người bốc mộ hôm trước xem đỡ đau bụng chưa. Chú qua nhà hai bác Toan và Toản trước. Vừa qua thì gặp ngay vợ bác Toan đang đi ra chú chào. Bác Toan và bác Toản đỡ chưa chị ơi? Này có bị đau bụng nữa không ạ? Vợ bác Toan gặp chú Đạt hỏi liền thưa chuyện. Anh chú Đạt sang chơi à? Ông nhà tôi ấy uống thuốc sổ run cũng đỡ rồi chú ạ. Cả chú Toản cũng đỡ rồi. Tối qua không bị đau bụng nữa. Mà sao cái má chú bị ai tát mà sưng đỏ thế? Còn giấu tay kìa. Hai vợ chồng cãi nhau à? Chú Đạt nghe thấy thế thì mừng thay cho họ. Chú cũng nghĩ rằng bác Được và bác Hoạt chắc cũng không sao nên không sang nữa. Vào nhà ngồi nói chuyện với hai bác Toan Toản một lúc thì ra về. Về nhà gặp thằng Quang đang chơi ở sân. Chú nhìn vào hai cái má thằng con đang còn đen sì lên, chú kêu nó vào hỏi. Quang vào đây bố bảo. Nghe tiếng bố gọi thằng Quang chạy vào. Bố bảo gì con vậy? Chú Đạt không nói gì kéo nó sát vào lòng rồi nghiêng đầu nó. Chú nhìn vào cái má, nhìn thâm đen, hằn lên những đường máu trông thật ghê rợn. Chú bực mình nói. Ai mà lại đáng con người ta ra nông nổi này, thằng bé nó biết gì đâu. Chú nói xong thì nhớ tới cái má mình cũng bị tát. Chú nghĩ lại mọi chuyện không biết bắt nguồn từ đâu. Chú tìm vợ hỏi. Mình này, bác Chu thầy cúng còn làm không nhỉ? Tôi ra hỏi ông ấy tí chuyện. Vợ chú nghe hỏi về bác thầy cúng của làng thì ngạc nhiên. Ở trước giờ ông không tin ma quỷ mà, nay sợ rồi sao? Ông ấy còn làm việc đấy. Chú Đạt đi ra ngoài rồi đi ra nhà bác Chu. Nhà bác ấy là thầy cúng nổi tiếng trong làng không biết từ đời nào. Chú chỉ biết là cha truyền con nối từ xưa để lại. Chú đi ra tận đầu làng rồi rẽ vào một con đường hai bên trồng toàn bằng cau. Đi vào một đoạn thì có cánh cổng đã rỉ sét hết. Phía trên còn ây kia hình bát quái và hai con rồng đặt hai bên trụ cổng. Chú gọi. Bác Chu ơi, bác Chu ơi, bác Chu có ở nhà không ạ? Bác Chu năm nay cũng phải trên 70. Bác đang ngồi nhâm nhi ly trà thì nghe tiếng người gọi bác thưa. Có, tôi ở nhà ai đấy? Đợi tôi tí. Vội đứng dậy ra xem là ai. Bác Chu đi ra, trông vẫn nhanh nhẹn và khỏe khoắn. Vừa mở cổng ra, bác nhận ra chú Đạt ngay. Anh thằng Đạt, lâu lắm không qua nhà bác chơi. Dạo này thế nào? Gia đình khỏe cả chứ? Mà cái má mày như bị ma tát thế này. Bác Chu đúng là có mắt vừa nhìn cái biết ma tát. Chú vội nói. Vâng, cháu qua đây có việc nhờ bác xem hộ cháu với. Bác Chu nói. Thôi chuyện gì cũng vào nhà hãy nói. Đứng đây không tiện, vào nhà ngồi uống ly trà đã cháu. Hai người vào nhà, nhâm nhi ly trà xong thì bác Chu hỏi. Sao nào, có chuyện gì kể bác nghe xem nào. Chú Đạt liền kể. Mấy hôm trước cháu có bốc mộ ông cụ. Bữa trước cháu bận việc không sang bác được. Vợ cháu có ra nhờ bác xem hộ ngày ấy ạ. Không biết có chuyện gì Phật ý không mà mấy nay ông cụ về chửi cháu nhiều lắm. Còn tát cháu sưng hết má đây này. Hỏi thì không trả lời. Cháu trước giờ không tin ma mảnh lắm nhưng nay sợ quá bác ạ. Nghe chú Đạt kể xong, bác Chu ngồi vuốt vuốt mấy sợi râu bác dưới cằm ra vẻ suy tư rồi nói. Phần âm thì bác không biết nhiều nên cũng không giúp được gì cho cháu. Bác nghĩ là có điểm gì đó nhưng bố cháu không nói ra được. Đâu phải muốn về là về đâu cháu. Nghe bác Chu nói chú Đạt có vẻ hỏi thất vọng. Chú lại nhớ tới thằng Quang ở nhà cũng bị tát. Chú nói thêm. Anh bác ơi, thằng con cháu không biết bị sao cũng bị ai tát xương má. Bây giờ thâm đen lại rồi bác ạ. Bác Chu nghe chú Đạt nói thì lên tiếng. Bây giờ thế này, chuyện này bác không giúp được cho cháu. Bác sẽ cho cháu địa chỉ một bà đồng. Bà này là chị họ của bác ở ngoài thị trấn ấy. Cứ đến đó nói bác giới thiệu là bà ấy sẽ giúp cho cháu. Đi sớm còn biết chuyện gì mà giải quyết nhé. Tạm biệt bác Chu ra về. Chú Đạt cứ suy nghĩ vẩn vơ mãi cuối cùng đi về đến nhà. Vợ chú thấy thế liền hỏi. Sao rồi mình? Bác Chu nói sao rồi? Chú Đạt đáp lại. Mai hai vợ chồng mình ra thị trấn nhờ họ xem cho. Bác Chu giới thiệu cô đồng rồi. Tôi cũng muốn xem có chuyện gì đây.
Hai vợ chồng nhìn nhau, ánh mắt lo âu hiện rõ trên từng khuôn mặt. Tạm dừng ở đây, đợi chương sau nhé. Đúng như lời chú Đạt nói, sáng ngày hôm sau, sau một đêm không mơ thấy gì cả, vừa tờ mờ sáng, nhà chú Đạt đã dậy, đem thằng Quang đi gửi nhà hàng xóm. Hai vợ chồng chú mượn được một chiếc xe đạp Phượng Hoàng, rồi chồng đèo vợ chạy về thị trấn, đi gần trưa mới đến nơi. Quá đói nên hai vợ chồng đem cơm nắm muối vừng ra ăn chống đói. Chú lấy tờ giấy bác Chu ghi địa chỉ nhà cô Đồng ra đánh vần từng chữ một cái địa chỉ, mà đọc được cũng không biết nhà chỗ nào nên chú chờ vợ vừa đi vừa hỏi. Mất thêm 2 tiếng nữa mới tìm đến được nhà cô Đồng theo địa chỉ. Nhà cô này tên là Trúc, theo lời người chỉ đường. Con đường dẫn vào nhà cô Trúc nó nao nao giống như nhà bác Chu vậy. Tuy nhiên đến trước nhà cô Đồng thì rất đông người đang đợi tới lượt vào gặp cô. Tuy nhiên thời đó đất nước vẫn còn trong giai đoạn bài trừ mê tín dị đoan nên họ không dám đứng tụ một chỗ, mà chia ra 2-3 người một nhóm ngồi nói chuyện. Cô chú không quen ai cũng chỉ dám đứng một góc nhìn. Phía trong nhà, ngôi nhà làm theo kiến trúc thời xưa dạng cửa nhiều. Những cánh cửa được đút vào lỗ đục sẵn ở trên và ở dưới. Khi có chuyện có thể gỡ cái chốt phía ngoài và gỡ cửa ra được. Nhà cô Đồng cũng vậy. Hai vợ chồng nhìn vào bên trong, thấy có một người khá lớn tuổi đang quỳ gối trước mặt cô Đồng. Không biết cô nói gì mà gật đầu lia lại. Còn cô Đồng thì cũng khá lớn tuổi, tuy nhiên nhìn mặt khá là nhân hậu. Chú Đạt cứ nhìn chăm chăm vào trong nhà như bị thôi miên ấy. Bỗng cô Đồng nhìn lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt chú Đạt. Bà ấy mỉm cười với chú. Chú giật mình vội vàng cúi đầu khoanh tay chào cô Đồng một cái. Đáp lại chú là cái gật đầu của cô Đồng. Đợi tầm 30 phút sau thì cái người phía trong cũng đi ra. Chú Đạt khá hồi hộp vì còn đông người quá không biết đến khi nào mới tới lượt vợ chồng mình. Bỗng có tiếng cô Đồng từ trong nhà nói vọng ra. Hai vong kia đến trước điện của huyền nữ còn cãi nhau ư? Có tin ta bắt nhốt hai người các ngươi lại không hả? Cả nhóm người ngoài xa na giật mình bởi tiếng cô Đồng quát lên. Tuy nhiên dường như họ là những người thường xuyên đến đây cho nên cũng không lạ lắm. Chỉ có vợ chồng nhà chú Đạt tóc tai dựng đứng lên. Chú hỏi vợ mình này, ban ngày ban mặt thế này mà cũng có ma anh mình. Vợ chú nói, tôi nào biết đâu, thôi im đi, tới đây rồi đừng ăn nói linh tinh, tính của ông hay nói linh tinh lắm đây, Phật ý người ta là không xong chuyện đâu. Hai vợ chồng lầm rầm nói chuyện với nhau thì tiếng cô Đồng ở phía trong nhà lại vang lên. Hai vợ chồng nhà anh đứng ở góc kia vào đây ta bảo, nhanh lên. Vợ chồng chú Đạt nghe cô Đồng kêu thì giật mình ngơ ngác, nhìn ngó xem cô Đồng kêu ai. Chú Đạt ngó quanh quắt nhưng chỉ có mỗi mình chú là đàn ông mà. Tiếng cô Đồng lại vang lên. Tôi gọi nhà anh đấy, còn ai vào đây nữa mà nhìn. Vợ chú Đạt lúc này mới lên tiếng giục. Đi đi vào kia, cô cho gọi vợ chồng mình đấy. Đi vào nhanh lên. Hai vợ chồng chú Đạt từ từ tiến vào trong nhà. Đối diện với cô Đồng có 2 có bồ đoàn bằng vải đặt ở đó. Cô Đồng chỉ cho 2 người ngồi xuống. 2 người chưa lên tiếng thì cô Đồng đã lên tiếng. Hai vong kia, ta cho phép 2 người vào đây ngồi. Cấm được cãi nhau nữa nếu không ta đánh cho nghe chưa. Hai vợ chồng chú Đạt lại giật mình, tóc tai dựng ngược. Bên cạnh có 2 con ma theo lời cô Đồng nói làm cho 2 người càng sợ hơn. Chú Đạt rụt rè mãi rồi mới lên tiếng. Thưa cô, vợ chồng con được bác Chu giới thiệu đến cô ạ. Gia đình con có chuyện muốn nhờ cô xem giúp ạ. Cô Đồng nghe chú Đạt nói xong thì mỉm cười. Anh thì ra là lão già đó, cũng may còn nhớ đến người em này. Ông ấy dạo này có khỏe không con? Lâu rồi hai anh em ta không gặp nhau. Chú Đạt đáp. Dạ thưa cô, bác Chu rất khỏe và đẹp lão ạ. Bác ấy khen cô nhiều lắm ạ. Cô Đồng mỉm cười không nói gì, chỉ ngồi nghe chú Đạt nói. Sau khi chú nói xong thì cô Đồng nói. Bên cạnh hai người có 2 vong ma đi theo. Ta thấy họ đứng cãi nhau từ nãy giờ. Có phải nhà cậu gặp chuyện về phần âm đúng không? Ta nhìn sắc mặt cậu cũng không tốt, trên má còn vương chút âm khí. Nói rồi cô Đồng đưa cho chú Đạt một viên thuốc màu đen rồi nói. Nuốt nó vào, 2 ngày sau sẽ khỏi cả 2 bên má. Cái này về đưa cho con cậu, nó bị nặng hơn.
Chú Đạt đưa hai tay ra đón nhận hai viên thuốc màu đen, giống như viên thuốc khi nãy chú nuốt vào. Viên thuốc lúc nãy chú vừa nuốt vào, có cảm giác bên má hơi mát lạnh, dễ chịu hơn mấy hôm nay. Chú bèn thưa: "Thưa cô, nhà con gặp biến cố sau cái ngày con bốc mộ cho ông cụ thân sinh ra con. Con trai con thì bị ai tát sưng hết hai bên má, con thì bị ông cụ về tát hai cái, còn mắng chửi con mấy lần, mà hỏi có chuyện gì thì không nói ra." Cô Đồng nghe từ đầu đến cuối, nghe xong chú Đạt nói thì cô cười nói: "Ông ấy bị cấm khẩu đấy, không nói được nguyên nhân đâu, có phải bố cậu có cái nốt ruồi ngay má phải không?" Chú Đạt giật mình nó: "Vâng vâng đúng rồi ạ." Cô Đồng chỉ sang bên cạnh chú nói: "Ông ấy đang ngồi bên cạnh cậu kia kìa, để ta cho ông ấy nhập vào, cậu hỏi chuyện gì thì sẽ rõ." Cô Đồng nói xong, chùm lên đầu một chiếc khăn màu đỏ, miệng lẩm bẩm khấn vái, rồi rung lắc một lúc thì im lặng, bỗng cô nói: "Vong đã nhập, có gì muốn hỏi thì hỏi nhanh." Chú Đạt đành quỳ xuống nói: "Bố ơi bố về rồi phải không? Xin bố cho chúng con biết chúng con làm sai điều gì đi ạ. Để chúng con biết đường sửa sai, bố về không nói gì bọn con lo lắm." Cô Đồng không nói gì, xua tay tát hai cái vào má chú Đạt, rồi bất ngờ một giọng đàn ông vang lên. Chú Đạt nghe ra giọng ông cụ nhà chú: "Sao cái mà Cộng Hòa, à nhà mày, anh thằng bất hiếu, tao có bắt mày bốc tao về làm mâm cao cỗ đầy gì đâu mà mày phải bắt mấy con cá chê về ăn hả? Mấy con cá đấy nó ăn thịt bà cụ khoát lóc ra đấy. Tiên sư nhà mày, thằng cháu tao nó mà có điều gì thì tao về tao cạo đầu hai đứa bay ra nghe chưa?" Tiếng nói vừa dứt thì cũng là lúc cô Đồng run lên một cái, lắc lắc đầu mấy cái rồi tỉnh, gỡ tấm vải phủ đầu ra cô nói: "Xong rồi, vong đi rồi, hết giờ ở lại nên họ đi cả rồi, ta biết nguồn gốc câu chuyện rồi. Cậu đúng là liều thật đấy, cá chê ăn xác người mà cũng đem về ăn được, bây giờ gây họa rồi mới sợ đúng không?" Hai vợ chồng chú Đạt vội vàng quỳ xuống nói: "Cô ơi, cô cứu giúp vợ chồng con với, bọn con không biết điều đó nên phạm phải sai lầm này, mong cô thương tình giúp chúng con với." Cô Đồng thở dài nói: "Bà cụ lúc nãy không trách gì các người cả, nhưng mà bà ấy nói thằng con nhà anh nó ném mất cái răng của bà ấy, nên bà ấy về hành cho mấy người biết, nhưng không ai nghe bà ấy cả." Hai vợ chồng nghe cô Đồng nói xong thì mới tá hỏa ra. Hóa ra hôm đấy thằng Quang ăn ruột cá có mắc cái răng của bà cụ, rồi nó ném đi đâu mất, bây giờ bà ấy về đòi. Chú Đạt hỏi: "Thưa cô, vậy bây giờ bọn con phải làm thế nào để tạ lỗi ạ?" Cô Đồng lấy một tờ giấy ra ghi rất nhiều thứ, xong không biết cô nghĩ gì lại ghi thêm một tờ giấy nhỏ nữa, rồi đưa mảnh đưa cho chú Đạt rồi nói: "Ta cũng biết hoàn cảnh nhà anh chị rồi không khá. Tờ giấy lớn này ta ghi đồ cũng cần mua để ta làm lễ thỉnh tội cho nhà anh chị. Ta sẽ mua không cần anh chị phải mua đâu. Còn anh chị cầm tờ giấy về nhà mua vài thứ ra mộ nhà bà cụ tạ tội và tìm cái răng chôn vào bên cạnh cho họ là được." Cô Đồng nói xong, hai vợ chồng chú Đạt thở phào nhẹ nhõm vì cứ nghĩ sẽ phải cúng nhiều thứ mới tạ lễ được. Chú Đạt bỗng nhớ đến bốn người đào mộ cho nhà chú hôm đấy. Bốn ông đấy là người tạp ăn, có khi nào cũng bị bà cụ hành cho đau bụng hay không? Chú kể ra với cô Đồng, cô ấy lại lấy ra một lọ thuốc màu đen rồi nói: "Anh chị đem lọ thuốc này về, những ai hôm ăn cỗ nhà anh chị đều cho họ một viên, không ăn mà uống cũng không sao, ai mà ăn thì uống vào sẽ nôn ra ngay. Thôi tôi hết giờ xem rồi, anh chị về đi." Chào tạm biệt cô Đồng ra về, vợ chú móc ra hai tờ 10.000 bằng giấy đỏ chót bỏ vào đĩa lễ cho cô Đồng. Nhưng cô kiên quyết không nhận, nải qua nải lại thì cô nhận 10.000. Hai vợ chồng đạp xe chở nhau về, tối mịt mới về đến nhà. Vội vàng đón thằng Quang về, chú Đạt hỏi: "Quang này, con nhớ lại cho bố xem cái hôm bốc mộ ông về con ăn cá có mắc phải cái răng phải không? Con ném đi đâu rồi chỉ cho bố nào." Thằng Quang suy nghĩ một lúc giống như đang cố gắng nhớ lại ấy. Một lúc sau nó nói: "Con bị mắc xương, con ném ra kia kìa." Theo hướng chỉ tay của nó là trước khoảng sân nhà chú còn một vạt đất nho nhỏ có cỏ và đá ở đó. Giờ mà tìm thì giống như mò kim đáy bể. Chú lấy cây đèn pin ra, dẫn thằng Quang ra ngoài rồi hỏi lại:
con cố nhớ xem chỗ nào nào tìm được bố dẫn con đi mua quần áo mới. Nghe tới quần áo mới, thằng Quang mắt sáng lên. Nó đi lại cái chỗ trước đây nó ngồi ăn, rồi chỉ ra đám cỏ dại ngoài đám đất rồi nói: con nhớ con ném chỗ này này. Chú Đạt vội soi đèn bước ra bãi cỏ, vạch cỏ ra, cúi sát người xuống rẻ từng gốc cỏ một để tìm. Tìm mãi mỏi cả lưng nhưng không thấy. Chú định đứng lên hỏi thằng Quang xem có nhầm không, thì dưới ánh đèn loáng qua chú thấy có cái gì lóe sáng qua. Chú vội nhìn xuống, kia rồi có một cái răng, giống như răng hàm nằm giữa hai cái nhánh lá cây cỏ. Chú kêu lên: mẹ nó ơi, tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Vợ chú đang nấu cơm nghe chú kêu lên thì chạy ra, cầm chiếc răng soi thật kỹ rồi đi vào nhà. Chú nói: thôi giờ muộn rồi, sáng mai cả nhà ta qua nhà bác Khoát tạ lỗi với bà cụ. Tối hôm đấy chú Đạt ngủ thật ngon, trong mơ có gặp ông cụ về. Vừa thấy ông cụ chú liền quỳ xuống nói: bố ơi, bố chúng con biết sai rồi, mong bố tha thứ cho bọn con với ạ. Chúng con vì nghèo quá nên sinh ra tham lam, từ mai trở đi chúng con sẽ không để xảy ra chuyện như vậy nữa đâu ạ. Ông cụ nhìn chú rồi nói: tao còn sống tao dạy mày thế nào, đói cho sạch, rách cho thơm, không biết thì phải hỏi. Miếng ăn là miếng tội, tai bay vạ gió cả đến cháu tao. Lần này tao tha, lần sau còn thế tao vặn cổ mày. Nhớ lo cho tốt vợ và con, còn thằng cháu đang trong bụng nữa kìa. Nói xong ông cụ biến mất. Chú Đạt tỉnh dậy, bên khóe mi còn ươn ướt. Chú bỗng nhớ đến lời cuối ông cụ nói đứa cháu trong bụng. Chú vội bật dậy, chạy vào buồng gọi vợ: mình ơi, mình dậy dậy tôi hỏi cái này này. Cô vợ đang ngủ bị gọi dậy hỏi: có chuyện gì mà nửa đêm còn ồn ào vậy? Chú nói: mình này, mình có em bé rồi hả? Sao không nói cho tôi? Cô vợ ngạc nhiên hỏi lại: ơ sao ông biết? Tôi định lo xong chuyện này mới báo cho ông. Chú Đạt ôm cô một cái nồi nói: bố về bố nói vậy, gớm thế mà không nói, từ mai không được làm việc nặng nghe chưa? Hai vợ chồng thủ thỉ một hồi rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, cả nhà chú Đạt mua một mâm lễ theo tờ giấy cô Đồng ghi cho, đi qua nhà bác Khoát. Hai vợ nói lý do thì bác Khoát mới hiểu ra nói: anh hóa ra như vậy, cô chú làm tôi bị bà cụ tát mấy cây đây nhé. Nhà bác Khoát và nhà chú Đạt lên mộ bà cụ và mộ ông cụ nhà chú Đạt tạ lễ. Xong mọi chuyện, chú đi phát mấy viên thuốc cho bốn người bốc mộ cho nhà chú. Sau khi nuốt vào họ nôn ra toàn chất màu đen hôi thối. Kể từ đó không ai dám bắt cá gần mấy cái ruộng sát bãi tha ma về ăn nữa. Và nghe tới đây thì câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay cũng kết thúc. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, hãy để lại bình luận bên dưới để chúng tôi có thể mang đến những nội dung tốt hơn. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và chúc mọi người có một ngày vui vẻ. Bây giờ hãy cùng chờ đợi những tập truyện thú vị tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người.